Ông quý chục. Ông chúng ta cầm to cách mạng này tìm thị thạm nạc ca. Phát đạo được cả chúng ta. Mình vì các biết cái đây khi dùng hót nó mới bằng to cá tăng xâm rồi đạo dịp vua nẹ chùm liền. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Maurice. Je m'en étais arrêté avant la pause déjeuner à la question de l'offensive, ce que j'ai appelé l'offensive diplomatique du Vietnam. Et je voudrais d'abord rebondir sur un point que j'ai oublié d'explorer avec vous, sur la question des pays non alignés. Je vous ai cité tout à l'heure un rapport de... l'ambassade australienne qui expliquait que pour le Vietnam, c'était important de se faire reconnaître par les Nations Unies et dans le cadre des pays non alignés. Est-ce que vous pouvez brièvement indiquer pourquoi c'était important et dans le cadre de la guerre froide, toujours, et quels étaient les enjeux pour le Vietnam d'être dans le groupe des pays non alignés? Un autre point sur les relations diplomatiques du Vietnam, quelles étaient les relations avec l'Allemagne de l'Est? I assume you're talking about in the 1970s. Well, in any case, the relations with East Germany were very close. Par rapport à ce que vous avez appelé la propagande vietnamienne dans la préparation de cette offensive, cette invasion du Cambodge, nous avons au dossier un rapport justement émanant sur les discussions relatives aux relations entre le Cambodge et le Vietnam. C'est le document à l'attention de la Chambre des parties, E3-1773. Et c'est un document qui émane du ministère des Affaires étrangères de la République démocratique d'Allemagne, donc GDA. En anglais, et ça date, enfin, il y a plusieurs rapports qui datent du début janvier 78, et je voudrais vous en lire un extrait pour voir si vous avez des éléments sur la diffusion d'un communiqué, en tout cas d'une déclaration du Vietnam à l'époque. Donc la page qui m'intéresse et donc c'est là ce rapport date du 2 janvier 78. Et voilà. Non, ce n'est pas du 2 janvier 78, il doit y avoir une erreur. Ah oui, c'est peut-être en anglais, peut-être du 1er février 78. En toute date cause, voilà ce qui est dit en anglais. Between 4th and 11th January, us FRV, je suppose, pour South Republic of Vietnam. So SRV representative in socialist brother countries, developing countries and capitalist industrial nations,
disseminated the declaration of the SRV government of 31 December 1977, reproduced verbatim in the 11-178 issue of Arisen. Socialist brother countries expressed their support for the position of SRV. The People's Republic of China supports the DK position in as much it published primarily the slander directed at the SRV in the DK government declaration of 31st December 1977. The SRV officially conveyed to the People's Republic of China its displeasure at the reporting and requested that the record on developments in the conflict be set straight. At the beginning of the conflict, the DPRK, Democratic People's Republic of Korea, favored the declaration in its published material. The SRV ambassador objected to the inaccurate reporting. End of quote. Et je vais citer un deuxième passage. Donc c'est une. Je vais citer un deuxième passage. Excusez-moi pour l'Académie française. Et c'est à l'URN 01246922. Et là, donc toujours selon mes mots allemands, il est indiqué the USSR, the JDR, and the CSS. Soviet ZDR and the CSSR, Czechoslovak, sorry, Socialist Republic, have supported the SRV position in brother organizations' publication. End of quote. Ce qui est intéressant dans, premièrement, est-ce que vous connaissiez ce document? Et à défaut de connaître ce document, est-ce que ça correspond à ce que vous avez eu dans vos recherches sur les différentes déclarations que le Vietnam a fait circuler pour donner sa version des événements? Dans ce document est décrit le fait que les déclarations du 31 décembre 1977 étaient massivement communiquées par le Vietnam, pas seulement aux pays non alignés de son groupe, pas seulement aux pays de son camp, mais également à d'autres pays. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez également relevé dans vos recherches ou qui apparaissait dans Sur la
position diplomatique du Vietnam par rapport à celle du Cambodge, j'entends en matière de relations privilégiées. Est-ce que vous diriez que le Vietnam avait plus de facilité à approcher les autres pays non alignés, avait plus peut-être l'habitude ou plus d'expérience en ce qui concerne la gestion diplomatique de sa position par rapport au Cambodge, ou est-ce que vous avez une autre position? It was probably easier for Vietnam to approach the non-aligned community because Vietnam had a wider variety of diplomatic relations, a history of diplomatic relations, than Democratic Cambodia restricted itself to, as I recall, some 8 countries which had diplomatic ties, but the two close ones were, of course, People's Republic of China and the Democratic People's Republic of Korea. But there are other countries, I think Egypt was one, and several other countries which maintained some kind of diplomatic relations with Democratic Cambodia. But the Vietnam had far more extensive diplomatic relations, and hence would have found it easier to have an impact. Thank you very much. Un autre point, est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre si vous savez quelles étaient les conditions qui avaient été données de part et d'autre pour entamer des négociations, puisque tout en se faisant la guerre diplomatique et la guerre sur le terrain, les deux pays ont dit chacun à un moment ou un autre qu'ils voulaient négocier selon certaines conditions. Est-ce que vous avez en mémoire les conditions qui étaient posées par les uns et les autres? I've actually forgotten what the conditions were laid down at that time. Dans ce même document, pardon, donc à l'URN 01 2 4 6 9 2 1 0 1 0 4 6 9 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Du côté de la Vietnam, I think Vietnam was certainly willing to negotiate in 1977 to settle the conditions. A battle for the hearts and minds of various foreign countries by both sides in their diplomatic stance towards each other. Vous avez évoqué ce document avec mon confrère de Kim Nong-chia et je crois aussi avec le procureur, à savoir le rapport de Douglas Pike devant le Congrès. Donc le document E3-2370. Et il résume la position des uns et des autres. Et voilà ce qu'il dit. C'est à l'URM en français. 00 3 4 4 7 4 5.
à l'URN en anglais 001 8 7 3 9 3. Et voilà ce qu'il dit. Les Vietnamiens indiquent et disent officieusement qu'ils n'évacueront pas leurs forces avant que des négociations ne commencent. Les Cambodgiens refusent d'entamer des négociations tant que les forces vietnamiennes n'ont pas quitté le pays. Cette situation pourrait être contournée. Le Vietnam pourrait retirer ses forces en insistant sur le fait qu'elles n'avaient jamais été au Cambodge, ou les Cambodgiens pourraient affirmer avoir chassé les Vietnamiens sans que ce fût le cas, et qu'ils souhaitent donc négocier, mais pas facilement. Fin de citation. I just think it's important to clarify that the questions that were asked by me yesterday and this morning dealt with Vietnamese willingness to negotiate before the late 1998 invasion. And this is clearly discussing negotiations after the invasion. Il n'y a pas de souci, je pense avoir à chaque fois précisé les dates de mes documents, donc je pense que l'expert sait de à quoi je fais référence. Et il a bien précisé qu'il y avait une évolution de la position du Vietnam, il n'y a pas de problème. Cette question de la position du Vietnam début 78, il y a également un autre document, et après je poserai ma question de façon plus large. C'est dans un extrait de l'ouvrage de Naya Chanda, Brother Enemy, E3-2376, à l'URN en français, 00-2370-8-0, en Khmer, 00-1-9-1-5-5-0, URN en anglais, 00-1-9-2-2-4-0-1. Voilà ce qui est indiqué par Nayan Chanda. Le 5 février 1978, Radio Hanoï rendu public une ébauche de plan de règlement du problème cambodgien en 3 points. Retrait de 5 km des forces armées en présence, signature d'un traité de non-agression, surveillance internationale de la frontière. Nous savions, reconnu devant moi un responsable vietnamien, que les Khmer Rouges n'accepteraient jamais ces propositions, mais du moins la responsabilité du rejet leur incomberait-elle. L'affaire donna lieu à un grand battage médiatique. Les pays du bloc soviétique prirent fait et cause pour le plan vietnamien, jugé par eux, entre guillemets, raisonnable. Mais Phnom Penh, comme prévu, le rejeta avec mépris, n'y voyant qu'une manœuvre d'intimidation doublée d'une tentative de circonvenir l'opinion publique internationale. Fin de citation. En mettant en relation bout à bout les documents que vous avez lus de l'Allemagne de l'Est, le rapport de Pike et cet extrait de Naya Chanda, est-ce que ça correspond bien à ce que vous aviez vu également dans vos recherches, à savoir que début 78, les Vietnamiens, en tout cas selon ce que dit Naya Chanda, posent des conditions de négociation qu'ils savent n'être pas acceptables du côté cambodgien, parce que leur décision est prise dès cette date d'envahir le Cambodge, en tout cas d'avoir recours à une solution définitive sur la question en ayant une entrée dans le pays.
Tại lúc dùl khơi nhanh chân đấy, thay lại khăn ở Việt Nam đạm ở Campuchia cả nó mình ai ta chùl cho bán vì xâm nạn đặc nôm Campuchia thì. I think that, as I said before, by the beginning of 1978, both sides were fairly well-entrenched in their positions and were conducting diplomatic positions that would affect the opinion of the rest of the world. With regard to Vietnam's intentions at that time, I'm not sure that Vietnam had decided in early 1978 definitely to invade. I think that they first were hoping for an insurrection to overthrow the regime. And when that didn't pan out, didn't show any effectiveness. Then they decided that they would have to invade. So there was certainly a decision made by the Vietnamese sometime in 1978 to overthrow the regime in Democratic Cambodia, but why, what method, it changed. And for the Vietnamese to be sure that they could invade, they needed to know that they could be protected against Chinese retaliation. And therefore, they had to secure a relationship with the Soviet Union, which would protect them against an all-out invasion by China or Vietnam. So I think that everything was not perfectly set up at the beginning of 1978. It evolved throughout 1978. Dans le document E3-1773 et l'URN en anglais 0124-6919 et en Khmer 0132-01-60 et ça se poursuit sur la page suivante. Et voilà ce qui était indiqué en anglais donc. The following four conditions were reiterated in a letter from the DK, leadership to the government of SRV, an end to aggression on land and at sea, an end to interference in the internal affairs of democratic Cambodia and to attempts to topple the government, relinquishment of the idea of establishing an Indochina federation, and respect for the right to self-determination. Les conditions qui avaient été fixées. Puisqu'il ne me reste que très peu de temps, il me faut terminer par cette question de paranoïa. Vous avez indiqué que la position de renverser le gouvernement par la force du côté du Vietnam était une stratégie que l'on pouvait comprendre et qu'en revanche, la volonté de rester sur le territoire du Cambodge après la victoire des forces vietnamiennes et de leurs alliés cambodgiens, que ça, c'était une décision qui était une décision issue d'une paranoïa également du Vietnam. Je schématise un peu, vous pouvez me corriger si je résume mal. Était le résultat d'une paranoïa du Vietnam par rapport à la Chine. Vous utilisez beaucoup ce terme paranoïa en expliquant que c'était une composante des régimes marxistes-léninistes et totalitaires de façon générale. Ma question est donc la suivante. Est-ce que vous utilisez ce terme uniquement pour ces régimes-là dans le cadre de la guerre froide, ou est-ce que dans l'autre côté idéologique, il n'y a pas eu à un moment ou un autre également de la paranoïa sans discuter des effets? Mais cette question de paranoïa pendant la guerre froide, est-ce qu'elle n'était pas
valable dans les deux camps. Khmyom suo lok tha ta ne ka jungeu khlaich samol khluon ai nung ve mien krop phiek ki tang os rư ko yang mai rư ko ve mien ta ma khang tiet ot mien te. When you speak of both camps, to whom are you referring? C'est vrai que je devrais être plus précise des camps socialistes, communistes et des camps de l'autre côté, donc on va dire de l'Ouest. No, I don't think the paranoia was frequently a characteristic of our Western policy towards the socialist countries. I think that there were real concerns about the behavior of certain socialist countries, most notably the Soviet Union, in various parts of the world, especially after 1975, after the collapse of the American position in Indochina, the Soviet Union became an aggressive power, and I don't think paranoia. Aggressiveness towards very segments of the population. I would say that of course at some points and the, within the West there were people who were paranoid. Yes, there were people. Some governments tended to a little more in that direction, but nothing on the scale of what we're talking about with regard to some of the revolutionary states. I think that I tried to lay out in my book examples where With the elimination of the Khmer Viet Minh during the 1970s. And I think that Vietnam was constrained by its fear of Chinese retaliation, which was a rational fear. So, you know, was there paranoia in the world? Yes, there's paranoia all over the world. But not on the scale of revolutionary states. Parce que le temps m'est compté, un dernier exemple, est-ce que vous
vous utiliseriez cette même notion de paranoïa par rapport à l'Indonésie? Ta signan nei chung ta deu vich ni ko chung khlai chmo khluon ai ni lok aj yo ta anuvat neu prateh Indonesia dai ru te. Well, that was as a result of the you're referring to what happened in the mid-1960s, presumably. Is that what you're referring to? Okay. Well, yes, there was. There was actually a conspiracy against Indonesia from the Communist Party of Indonesia, a conspiracy to try and seize power. But in responding to it, the regime went completely out of control in terms of the thrust of its killing, especially of ethnic Chinese. So, yes, the paranoia did exist. I'm not arguing that paranoia is the exclusive Et le dernier point sur la question de l'impossibilité de se remettre en question. Je sais que je pousse, je promets, Monsieur le Président, que c'est ma dernière question. Cette difficulté de se remettre en question par rapport à des choix politiques, par rapport à des croyances que l'on a pu avoir ou des choix que certains États ont pu faire, là encore, est-ce que vous pensez vraiment que c'est quelque chose qui est inhérent au régime marxiste-léniniste? Je pense aux difficultés, par exemple, de reconnaître les massacres coloniaux par la France à un moment. Je pense au choix de la bombe atomique par les États-Unis sur Hiroshima et Nagasaki ou l'agent orange au Vietnam. Est-ce que, lorsqu'on a fait des choix drastiques, et qu'on est un État et qu'on a une idéologie en laquelle on croit, est-ce que c'est pas compliqué après de reconnaître ces erreurs ou de reconnaître que des choix ont causé des milliers, des millions de morts alors que ce n'était pas forcément le but au départ ? You're asking me, is it reasonable to recognize that one's actions can cause enormous suffering even if it wasn't the intention to do so? Is that your question? The various governments have carried, non-revolutionary states have carried out actions which have caused a lot of suffering, which even if it was not the intention. Is that your question? Is that your question? Is that your question? C'était un peu à peu près ça en fait. Ma question c'était quelle que soit l'idéologie des personnes qui ont été à un moment au pouvoir et qui ont pris des décisions qui ont causé d'énormes souffrances sur des populations, est-ce que ce n'est pas toujours difficile pour ces puissances, anciennes puissances ou anciens responsables, de reconnaître leur part de responsabilité ou de reconnaître que tel choix a conduit à des catastrophes? Et c'est pour ça que je prenais l'exemple d'autres pays que ce que vous avez cité. Yes, it is often difficult for governments to recognize that their policies can lead to disasters. Various countries. Monsieur le Président, je sens que j'ai poussé ma chance et je m'arrête là. Je vous remercie. 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 Je vous ដល់តែខេកកម្មចំពោះមុខអង្គជំរះក្នុងឋានៈជាអ្នកជំនាញក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃកន្លងមកនេះប្រកបដោយភាពអត់ធ្មត់គុណធម៌និងសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់បំផុតហើយសខេកកម្មរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យនៅចំពោះមុខអង្គជំរះកន្លងមកនេះនឹងអាចរួមភាកទានសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅរឿងក្តីនេះ
ហើយនេះវត្តមានរបស់លោកថាតាចារនៅអបតកនេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាចបើត្រឡប់ទៅកាន់ត្រឡប់ទៅវិញបានហើយហើយសូមលោកថាតាចារបានទៅដីសុខជួបតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អហើយនឹងស្ដីសុខដែលចម្រើននឹងទទួលបានជោគជ័យថ្មីៗថែមទៀតនឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសមត្ថភាពហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលការត្រូវអង្គុយជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកោពីសហគមន៍នឹងអ្នកជំនាញណាក្នុងការជួយលោកថាតាចារបើត្រឡប់ទៅ កន្លែងគាត់ស្នាក់នៅវិញចុះលោកថាតាចារអាចចាក់ចេញបានហើយបាទជឿបាទហើយប្រកបឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលការចេញសាក់ដើមរឹងរដ្ឋប្រវេណីចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដាល់ទៅក្នុងទូបសម្មការ លោកស្រីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីតើលោកស្រីឈ្មោះអីចាខ្ញុំសូមគោរពចាក្រមនាងខ្ញុំឈ្មោះព្រៀបសុខឿនបាទអរគុណហើយតើលោកស្រីកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាដែរលោកស្រីចានាងខ្ញុំ បើកើតជាថ្ងៃខែកំណើតនៅក្នុងអតកើតថ្ងៃទី12ខែ10ឆ្នាំ1956បើកំណើតពិតប្រកបគឺកើតនៅឆ្នាំវោកអរគុណហើយទីកន្លែងកំណើតរបស់លោកស្រីនៅទីកន្លែងណាចាស្រុកកំណើតខ្ញុំកើតនៅភូមិអណ្ដងតពេចឃុំម៉ូពូនស្រុកព្រៃឈើខេត្តកំពង់ចាម ចុះទីលំនៅសពថ្ងៃរបស់លោកស្រីលោកស្រីរស់នៅទីកន្លែងណាកុំកុំអត់តន់កុំអត់តន់ចាខ្ញុំនៅភូមិអណ្ដងតពេចឃុំម៉ូពូនស្រុកព្រៃឈើខេត្តកំពង់ចាមដដែលចាលោកស្រីប្រកបមុខរបរអ្វីដែរសពថ្ងៃនេះកុំអត់តន់កុំអត់តន់ ចាខ្ញុំសពថ្ងៃកសិករនឹងបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំបាទហើយឪពុកបង្កើតរបស់លោកស្រីឈ្មោះអីហើយម្ដាយបង្កើតរបស់លោកស្រីឈ្មោះអីចាឪពុកខ្ញុំឈ្មោះព្រៀបឡុងម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះពេជ្រយុនបាទអរគុណហើយលោកស្រីមានគ្រួសារទេសពថ្ងៃនេះហើយបើមានគាត់ឈ្មោះអីប្រៃលោកស្រី កុំអត់តន់កុំអត់តន់ចាក្រោយមកខ្ញុំមានប្តីម្តាយឪពុកបារៀបឲ្យឈ្មោះអែមគំអៀនហើយមានកូនប្រមាណអ្នកលោកស្រីចាបានកូន 2 អ្នកគឺស្រីទាំងអស់
លោកស្រីភៀបលឿនជាចុងក្រោយបង្អស់នៃការផ្ដល់លក្ខខណ្ឌកម្មលោកស្រីក្នុងឋានៈលោកស្រីជាដើមម្ដងរាប់នេះគឺលោកស្រីមិនសិតថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពផ្ទះឋានៈកម្មនៃថាផលអន្តរាយទាំងឡាយដែលកើតមានចំពោះលោកស្រីនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើលោកស្រីមានបំណងធ្វើដូច្នេះហើយលោកស្រីព្រៀបលឿនថាលោកស្រីធ្លាប់បានផ្ដល់លក្ខខណ្ឌកម្មឬក៏ប្រកាសសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង
ខ្ញុំបានធ្វើសិក្ខាកម្មនឹងបើពីមុនខ្ញុំធ្វើនៅអាត់ហុកពីដំបូងគេដល់ក្រោយមកខ្ញុំធ្វើទៅតាមកាលពីដំបូងបងអស់ខ្ញុំភ្លេចនឹងនៅឆាងយុដែលគាត់ហៅមកដំបូងមកក្រោយមកខ្ញុំដាក់ពាក្យនៅណែងអាត់ហុកក្រោយមកបានមកធ្វើនៅសាលាក្តីនឹងមេធាវីបន្តបន្ទាប់មកដែលគាត់បានជួបចា លោកត្រីដែលផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅចំពោះមុខសហគមន៍ស៊ើបអង្កេតដែលឬទេក៏ឡងមកនេះកុំកបាត់តនចាំបើកក្រូហ្វូនក្រហមសិនណានិយាយឆ្ងាយក៏អីដែរហ្នឹងវាស្រូបទេណាមិនបាច់ងាកមកកបាត់ដែរណាខ្ញុំបានមកម្ដងនៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណោះ ហើយមុនពេលចូលមកចំពោះមកអញ្ញប្រះនេះតែលោកត្រីបានពិនិត្យមើលឬក៏បានអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកត្រីបានផ្ដល់សិក្ខាកម្មកាលពីពេលមុននេះជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការចម្លៃសាកចក្រមស៊ើបអង្កេតដែរទេដើម្បីរំលឹកការចងចាំរបស់លោកត្រីចាខ្ញុំបានអាននិងពិនិត្យជា ជារៀងដាក់ជាបន្តបន្តដែរពីមុនមកនៅផ្ទះក៏ខ្ញុំបានពិនិត្យដល់ពេលមកនេះក៏ខ្ញុំបានអានជាប់ដែរចា៎ហើយតាមសមត្ថភាពដែលលោកស្រីអាចដឹងនឹងចងចាំបានតែលោកអាចបញ្ជាក់លោកស្រីបានបញ្ជាក់បានទេថាចំសិក្ខាកម្មដែលលោកស្រីបានផ្ដល់ជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីមុននោះហើយលោកស្រីបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវសមត្រូវទីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងកិច្ចសន្យាដែលលោកស្រីបានផ្ដល់កាលពីពេលមុននោះដែរ
ban cứ tha ca nóng miền bia đầy dây tha ngày khai nam rìa bia bia nắng nhóm mình ban đang chụp ba tê bên đây có tia hoa quạt đại chụp ngày cầm nọ tê già bà ở quân an vật tam bắt nhát này bị thiên ca sư mùi tuôn này bị thiên tây khánh nóng ông chụp đây đào bị thiên ca chun tây thạm duy nam mốc đông nam đào mình đang rập mình đi xuống này đào mình sẽ bị đào mình đang rập mình đi rụng đi muốn phiền kỳ đợt tây tiết này đường cái đầy hay bị chạy tha thạm duy nam mốc đông nam đào mình đang rập mình đi rụng tiền đông nam sạp đây nhá mình là dẹp pi vẹn này thay thạm là cá không cá tăng sông đội đến đào chụp bùa đào mình đang rập bị rụng đi sông chơi បាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចៅក្រមមេធាវីនៅមុខសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានផ្ដល់សិទ្ធជូនលោកមេធាវីឡៅជន្ទីដើម្បីសួរសំណួរទៅដល់លោកស្រីដើម្បីបានរត់វិញនេះប្រៀបសុខឿនសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតអង្គជំនះអនុញ្ញាត បាទ xum ở quân lục thiên hay chim bát xum group lục thiên nâng lục sợi chắc crom hay nâng phía ký nơi phía ní chim bát lao chun thi để chim mít vi nằm nàng đam nâng rớt tập hợp phía ní hay nâng chim mọc bì ông ca chim mùi mẹ chim bát nâng cam bì chia phong đá nơi phía ní chim bát xum chim hiệp xua xum nua mùi chim nuôn từ nơi sợi rịp sập khuyến để bàn chọn cát nơi bỏ cầm chỉ dịp tài ní vì chúng nằm đọc bằng bì mê xa chúng nằm một bộ rộng chất sập rám tới đó bằng môi mạng ra chúng nằm một bộ rộng chất sập buồn chưa đồng bốn khiêm bạc sông bạc chạy bằng tích để nhận sợi bàn và chạy chùn
lục thiên bánh mình bẹp bọn tình năng thằng ngày khai cho năm cầm nào bọn lục sợi thả ta thằng ngày khai cho năm cầm nào để lục sợi bàn đạn nơi khả nông ở tạ sinh nhân bán hay nâng vây để lục sợi bàn như dây bánh mình vì chia ca muối để dương bị môn máu miền hạt cả ấy bạn dương đặt từ tam nông bạn chà nhầm xôm chloi ca để nhóm bạn vừa tạ ca bị năm đại kỳ thưa năm môn nông nhóm anh prap khai năm kế tha nhóm cả nơi năm vợ bàn tay nhóm ở đằng thạc cả khai tê chẳng nhận sẽ có thành chẳng cần mưa cả khai na nâng cứ dưng dây pia đã đời ca phép quạt đã chẳng quạt đặt tam ngày khai năm nâng ao từ chẳng cứ tha nhóm ở che ấy cứ nhóm từ tuổi giờ bị nông mà prap tuổi sập ngày bà đọc khốn chất miên này thà ở ca ở quay đề ca cọt ra được nông tạ sinh nhận bán ấy nâng dục bớt vì khẩu khí nha rưu mùi dân mạch mà chà bà nhóm rộp từ tam nông tạ nhóm ca ngay tì đập bì khai đập mà bọn bốn hà mùi nâng nhóm ca cứ à ta bong bong ở dục nhom cha nhom paun đi phụ nhom cắt cho nam bầu ta cho nam ní nết sợi ở dục của mà nấy cha nhom hợp tự tam rồi đợi cả này chăn nắm nhom cất mà nâng sập thằng ấy học sập pi chăn nắm bạn học cún nhom mà xong châu từ lư bò vót rồi bò nhặt sợi mình tết ta cào chăn nắm mà pon tụm bồn ở chật sập rám từ mun chăn nắm chật sập rám tít nãy xây ban châu thừa vậy đấy mà chà cả môn chất sập ram nóng nơi xã cô kì ở nhóm châu từ nơi nóng cầm sập bạ chà đào nóng sập bạ hơi kì ở giữa biên giờ ấy từ sầm mồ phun vay nơi cung chàm đào cầu mau đào chặt sập ram nâng vay rum đó đại ti cầu phun pin kê bầm một nhóm ao từ nữ sa hạ chim đầm bay một cô một cao phát đầm đầm năm cặp bà bạn cuốn vấn nước pin để nhận xây bàn từ đầm đầm nam cặp bà nắng tá đâm nơi cái lại nà đấy bạn dạ chim đẹp ca nơi trên năm bốn bốn nơi chợ sầm cứ ca nơi phu mận đông tà lăng nông tật đây không mồ bùn khai đấy khai cầm bông chàm cuốn hơi thật ta nơi tin luôn khi ao lúc nhận giấy thư quay lại bạn cha nhóm sông được rập càng nghe pi từ bốn khi ao nhóm từ nữ non sạch chìm nắng khi ao nơi chỉ cầm từ tam rồi
crom lai te ke mtoan pachol te knong sahachip pramol phdom me ke wol angko chai au knong ma thngai pi kampong dam ai au te polakam kap chka prey thom lum prey toch rian dam ai yok dai dam phai ka ba bat okun hai nuk pil na da nhật xây từ ban kỳ riệp chòm khu dự cò ấy chà cà riệp chòm nướng nhóm mình chăm cho bà tê của sở mai nóng biểu mình mang cực ngày khai cho năm tê bà nhóm đăng thả đời ca nâng cả bà nâng viên play cha hơi hơi kê bà nhóm tự thư prey đó ngày mùi nóng cái bà nia ra xa nâng áo ta hạc nhóm bì chùm ca rà xìa mà nâng màu màn nê thằng ngày chế ơi chà hạc ở nhóm màu màu cô mật ly nâng à mật ni ly nâng quát bán hạc nhóm tự xu thà mật ai rù nâu sập thằng ngày rù nâu sập thằng ngày nâng cổ rụp ăn ca vì nây đai rù ọt chà nhóm cô chá lòi thà nhóm rù cổ rộng ca đất nóm rù bò ăn ca cứ nhóm cổ rụp group pevelia khnyom utihor tiet tha ba sen chi au khnyom chou run kdam ba angka chou ruoch ko khnyom chou tam dae nang khnyom nyei utihor phrap dal mot li nang kraoy pi ki ban suu samnuon nang teu neak srey hai tha ta kraoy ma tiet mien pritika ai kat lang tiet chà nhóm cái con xua hơi cái mình phép tha thêm luôn hiệp ca tê cái ắt bàn phép tha anh thời hiệp ca nhóm rước cục rước năng hiệp ca nhóm mấy cái ắt bàn phép nhóm mì nhóm mình man chập ở ram ca xua bịa chấm đầy từng ăn năng nhóm cục ăn riệp chạm luôn tới chấm ca bình và lâm lang mong bà mui năng cứ nhóm chen tới đó chấm ca đào pê nhóm tới đó chấm ca mong phải chưa ắt ngày thứ phù đã hay chật hộp bài hay khơi như ra xa cái tờ tam hai khi ông thà hạ mất đi khánh kê ao từ cái lạnh mất sâu mà chúng ta bàn màu này hợp nhóm có trời thà ao khi ông thơ ấy bùm phép muốn mình đắng nhóm có trời bằng năng tờ thà màu chân từ bên đó tới có kê hai khi nhóm và đa khi ông đau mà bên máu khi nhóm một mà đó cái lạnh khi ông sử mẹ nắng khi ông có tới chỗ cái lạnh sử mẹ nắng tới xẹp mất nì lý nắng quạt bán ta hai khi ông thà hạ mất đi mình mà dọc hai từ cái lạnh kê hiệp chom nó hồi từng sừng ngon mới na nhom thả hồi từ hiệp chom mới na cô mình phép nhom một nhom đằng phong à về nó quạt ao khao muối ao muối cả mà muối ao nhom xịt chả bạn hay thật ta nước pil đề kỳ từ hào nè sợi nung ta miên nè nà cái khá để từ hai nung cứ miên bao màn nhé để hai màu châu rùm cà nung bạn chả ngay hai màu pi cho cà nung miên tất nhóm của bậc ấy nhóm mặt bàn kề phèp hồi con niên niên tiết cái nhóm mặt bàn đằng phong kề phù kề cà tam kề ao tam con muối muối miền chua nên là dụ chân chứ cái ở hiệp cả chắc trong mặt bàn tạm đàn phong nhom đằng tham mau mình ai mà đòi nắng có cái hai ao vô khai tới nhom có tới tới có ban khơi nari nên nung đấy squat kha mình squat kha có khơi cái yếm nhom có yếm đằng kia tới nhom miền bàn đằng tha ca nắng vía miền biệt chuột chơi gì sờ bài ấy nhom mặt đằng đằng tập cái đây sao tục phui nhom chả ta khi ban chìm nghiệp nhà xây đại tế tha ta từ rịp ca nâng rịp ca chìm mùi bậc cô chìm mùi ấy rồi mùi nồn ná chìm bà loa đại rịp tế chà cả đại hai màu hiệp ca nâng
គេមិនបានភាក់ថាំងមិនអីគេហៀបឲ្យមិត្តនេះមិត្តនេះឈ្មោះនេះនៅកន្លែងនេះគេអត់មានភាក់ទេចាតើតដល់ពេលគេហៅចូលទៅប្រជុំគេនិយាយពីគោលដៅរបស់បបរបស់គេអប់រំយើងសពបែបយ៉ាងទៅគេដាក់សេមម្ខាងបរោះម្ខាងហើយគេហៀបតុកដាលអញ្ចឹងទៅទុកឲ្យយើងនឹងឡើងកាន់តុកនឹងមកតុកពីគូចា តើនៅពេលដែលអ្នកស្រីរៀបការនឹងមានប្រមាណគូដែរនៅពេលនោះហើយនរណាគេដែលមកជួយរៀបចំនឹងជាគណៈអធិបតីឬមួយជាអ្នកណែនាំឲ្យធ្វើអីធ្វើអីឲ្យអង្គុយយ៉ាងណាយ៉ាងណីហ្នឹងណាបាទចាកាលនោះខ្ញុំ តែនឹងមានតំណាងកងធំធំនឹងគេនៅជាមួយប្រធានសហជីពនឹងគឺគួយធំខ្ពស់អញ្ចឹងទៅហើយទៅមានអ្នកដែលនេះនឹងឧទាហរណ៍ថាគេប្រាប់ឲ្យយើងស្ដាប់ឈ្មោះយើងនឹងគូយើងទៅបើគេហៅឈ្មោះគូយើងហើយមានឈ្មោះយើងហើយយើងឡើងបន្តបន្តអញ្ចឹងទៅចាដូចឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកាលនឹងខ្ញុំឈ្មោះភ័រគេឲ្យដាក់ឈ្មោះភ័រហើយ គ្រួសារដែលគេហៀបឲ្យខ្ញុំនឹងឈ្មោះមុតកែវអញ្ចឹងបើគេហៅថាមុតកែវបរោះគូនឹងមុតផោះនារីអញ្ចឹងគេឲ្យយើងស្គាល់ឈ្មោះយើងនឹងគេគូនឹងឈ្មោះនឹងយើងអត់បានឃើញគ្នាស្គាល់គ្នាទេគេហៅឈ្មោះឲ្យយើងចាំឈ្មោះនឹងឲ្យឡើងតាមគ្នាមកបើបរោះនឹងឡើងមុនឲ្យយើងឡើងក្រោយចា chứng men cái hiệp cái ấy chỉ cái lại ao dương cùi tôi một khi hỏi hỏi láng tới bàn từng cùi tôi một khi rồi mùi vậy mà cha cái đạp bờ đó khang nào nơi đi nơi khang này hỏi cái đá lên chân cái hiệp tộc sẽ mẹ cù hỏi ăn cá cái nơi bị mục chạy hỏi cái nhóm cùi khăng năng chỉ mùi nơi nơi năng tới là cái hai nhân tới dương mình mang chập rầm thà dương nâng hiệp cai hiệp ấy kịch tập bị dùng sau sự miếng sẽ đai luôn sẽ đai mai ơi để qua đặt bàn đằng đó là về cái hai nhóm tộc nâng cái đạ tộc về tộc hiền dương nâng mềm tộc cái ấy như thế tộc hiền về về nâng không mà tộc nâng pì cù cái hai hả bò ra mất cai nhưng máu cù nâng mất phân nơi đi đó khởi mắc cái hai mật rôn nề ri cù nâng mật chiêng bờ rồi chẳng tộc nâng bìa miến pì cù nâng nề ri coi cái đá phở phong coi khang khang chà ta nè trời mình chạm tí thật pì là cái rìp cá nâng cái miến hai lần đặt nhà chật chìm bù bạn đi vót chẳng mệt đấy កាលហកកាលដែលខ្ញុំការនោះគេមិនអោយយើងឡើងបដិញ្ញាទេគេមានតំណាងនារីតំណាងអោយគូដែលអ្នករៀបជាស្ត្រីនឹងហើយបរោះតំណាងឲ្យបរោះអញ្ចឹងអ្នកបដិញ្ញានឹងគេនិយាយខ្លួនគេពីគោលការណ៍របស់បកគេទៅយើងគាត់នឹងគួយចាំទៅស្ដាប់ទៅចាមិនមិញអ្នកស្រីបានលើកឡើងថា មានអ្នកចូលរួមឬមួយឪពុកម្ដាយតើគេឲ្យមកចូលរួមដែរឬមួយញាតសន្តានអីឲ្យចូលរួមដែរអត់នៅពេលនោះចាកាលការនោះញាតសន្តានម៉ែឪមិនបានចូលរួមទេមានតែក្នុងកងធំធំដែលតំណាងឲ្យដែល nơi đây dương thơ tư hiệp ca nâng cái đâm năng ai cu cu nâng miền bờ rõ nâng cứ đâm năng nông con nâng nơi đây có nông con nâng đài cái dâu máu cái lang chê cái chê giấy cái giấy tư vì cả bắt đánh nhà chất đại anh chân tư dương quý sẽ đạp kê tư dương mình phân chất đến quý tư dụng tư ta có bị rịp chom bị thi rịp ca nâng hai chóp ta kì ai nhận sợi từ từ na tiết mà cha cảm thấy cái riêng ở phía này
គេហៀបការហួចគេមានធ្វើហូងវែងវែងវែងអញ្ចឹងគេខាន់ខាន់បាំងបន្ទំខាន់មកកង់មកកង់មកកង់មកកង់ឲ្យយើងទៅនៅមកគូមកគូនៅក្នុងហូងហ្នឹងចាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំទៅគេហៀបអញ្ចឹងទៅរហូតដល់15បន្ទប់ហ្នឹងទៅចាឲ្យទៅតាមកតុបកតុបកតុបហ្នឹងមកជួអញ្ចឹង គេអត់មានឲ្យយើងទៅដេកណាទេគឺមានកន្លែងរបបឲ្យយើងដេកដាច់ដលៃឆ្ងាយពីកន្លែងនារីកន្លែងបុរសតើនៅពេលនោះមានការណែនាំឲ្យរួមតំណែងគ្នាឬមួយមាន ការតាមដានឬមួយអត់ទេបាទចាសម័យហ្នឹងបើនិយាយពីភាពជុចចត់ការហើយគេតាមដានគេនៅពីគេអើតមើលតាមប្រអួតគេឈើពីចំហៀងគេតាមដានយើងគ្រប់ចំហៀងឲ្យយើងការហួយឲ្យយើងរស់នៅជាមួយគ្នាគេ តាមពីនិតគប់បែបយ៉ាងគឺថាបើយប់ហ្នឹងគឺទល់តែភ្លឺយើងចេញមកគឺជួបចេញមកក្រៅហ្នឹងគឺជួបហ្មងដល់ចេញក្រៅមកជួបចាគេបើគេឃើញយើងចេញញឹកពេកគេសួរថាមិត្តឯងទៅណាខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍អីចេះស្រឡាញ់ហើយនឹងពេញចិត្តអីនឹងអ្នកហៀបការជាមួយខ្ញុំហៀបគាត់ថាខ្ញុំចេញមកបាត់ជើងអីចឹងទៅខ្ញុំភូតគាត់អីចឹងទៅខ្ញុំចេញមកសកប់ក្រៅទៅកុំឲ្យនៅក្បែររបស់ហ្នឹងចា តើនៅរួមរស់ជាមួយគ្នានឹងនៅបានប្រហែលថ្ងៃដែរចាកាលសម័យនោះគេការហួចគេឲ្យរួមនៅជាមួយគ្នាតែ3ថ្ងៃទេគេមានរបបមួយខែគេឲ្យជួបគ្នាម្ដង តើនៅពេលនោះ ដែលបានរស់នៅជាមួយគ្នា 3 ថ្ងៃនោះ អ្នកស្រីបាន រួមតំណែងជាមួយគ្នា និយាយចំថាបាន រួម រួមរយៈជាមួយគ្នាដែរអត់ណា នៅពេលនោះ បាទ ចា ខ្ញុំការហួចខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍អីទៅរួមរយៈជាមួយបរិសុទ្ធដែលខ្ញុំអត់ពេញចិត្តខ្ញុំគាត់ដេកទៅខ្ញុំអង្គុយទៅគាត់ខកខ្ញុំចាញ់មកខ្ញុំខ្លាចគាត់ចាប់ខ្ញុំដែរកាលនៅនឹងសហជីពហ្នឹងខ្ញុំចេះចេញដើរផុតៗដែរខ្ញុំអត់បានទៅដេកជាមួយផងថ្ងៃមួយខ្ញុំវាລະបៀបអស់កម្លាំងហត់នឿយការងារផងគាត់មកខ្ញុំក៏ប្រាប់ដេកដាក់ដេកទៅលក់ đang luôn lắng có đặt đai lừa luôn nhom chăng nhom có chặt đai quật khám bắt cô nhom có phải quật thay cũng đặt lừa luôn nhom buộc nhom mình ai bỏ ra nắp bạc luôn nhom ăn thế buộc nhom tăng chặt tao buộc nhom quật bàn ập rum tha dưng luôn chơi say mình thấy cả ai phục bắt đai bắt chơi nghìn chăng nhom căn phi ập buộc bán nhom ở đằng thạc ca nưng bỏ bay nì rồi bỏ sừng cung phong nhom ở tua squal quật chụp đai cha ca nưng ຈັ່ງខ្ញុំຖືມີປະຕິກຳជាមួយគាត់ຫາມគាត់ឲ្យມີລະບູຕາລະຮົດຕໍ່ດອນປີນາເຕືອບານນັກໄສບານອາດຈອງສໍາລອງជាមួយគាត់ຫຼືຫນ່ວຍມີການປະຕິກາອີ່ກາດຫຼັງຈົ່ງພວກນັກໄສໃນປີນີ້ จ้าខ្ញុំនៅសហជីពអត់ដែរបានរស់នៅជាមួយប្តីរួមរយៈទេព្រោះបាត់អីខ្ញុំកន្លែងនឹងវាមានកន្លែងដើរចេញបានច្រើនដល់អញ្ចឹងកាលដែលមានស្លាកស្នាមនឹងទៅពីសហជីពខ្ញុំនឹងទៅគាត់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងគាត់គេឃើញស្លាកស្នាមគេសួរពីមូលហេតុដៃនឹងកើតអីស្នាមដូចស្នាមថ្មិញគាត់ថាមិនមែនគាត់ព្រោះគេថាលាកថាអីក៏គេអត់ជឿ ដល់គេសួរពីមូលហេតុថាហេតុអីបានមិត្តឯងមកស្ងួតគេសួរមូលហេតុអីអញ្ចឹងបែបជាគាត់ប្រាប់គេក៏មិនដឹង
ngày khơi máu miền tiếc cô muôi mà đặc nhom mau phải chợ đập dục chà mà do nhóm tới kháng bờ ra năng nhóm tới tô ba chỉ muôi bờ thiên năng thà nhóm mà tới tìm mình ai phù sa mai nắng ao ta tiếc mà do tới cứ bật khuôn này ăn miền bờ bên gì nhóm thằng nhóm mà tới gì bữa nhóm tới nãy nhỏ tới gì nhóm bà cây chẳng đó chẳng kế có ao nơi mình nẹt tiếc một chiết nắng ao ta chỉ muôi nhóm dụng nâng bò tiết cô tôi ta mong hai chữ muối bằng tự đo phải tự tân nâng tới có kia ở sạc tia nhạc sọc mùi ở đây kì sần phù lùm láng bàn kì nòm ai tự tia kì thư sko nâng rùa xa nhóm nâng quạt màu nâu nâng đáy mà ngọt sko nâng kì kì ai tự chụp nâng thâm nâng đó là tới quạt ở toàn màu miền dây ta bì nhạc chứ mua ta hoàn dịch khiêm nâng quạt nơi mà ngọt sko nâng quạt dây chứ mua khi ông thà mất ơi sao mai ni hỏi cái ca hỏi rùm rẹt cái tư chỉ bắt đây chỉ bắt bốn tư ạch đăng kê xâm lập nữ riêng nè lâu ta dương bạch chăng nâng áo cá kê xâm lập dương chào quạt dây khi ông hỏi dây tiền đó là bê lưng ý quạt ơi cửa xa nhóm nâng đốt máu cả lãnh bạch thiên quạt nâng bạn ạch bàn chua bê chà màu thờ nâng ạch chuốc đó tới xa tập miền kê mà nóm khi nhóm tự đạc tẹt mùi cho lông phơi tới khá nọ ạ khi nhóm tự xa mẹ nâng nhóm cột tới nhóm phép dây nâng thà không tự chào khi nhóm bởi ạ khi nhóm mà nâng khi nhóm ạch hiện đây thế mẹ ai quạt cô nâng dây liên nhân tới cô khô xa nhóm quạt lan tới cô quạt chọc màu nâng dục tìm muối quạt chạy tự luôn luôn khi nhóm bảo bảo ngại khi nhóm đây bảo khi nhóm chạy tự hột nhóm mình ao quạt bạc luôn, bắn bà nhóm cho thuyền khơi, lột thuyền khơi, quạt thay lột tới cái nơi chạm chạp hàng cầu, nhóm một hàng mốc quạt thay tới tới bắn nhóm khơi miên mền miên, mình lúc mai stung stung nâng nâng mền, dạ, đó là dục tì pi, dục tì bấy nhóm nâng đôi thắt ngay nhóm đại cho nhóm mặc kê phong, nhóm tôi chặt phong, dục nhóm cho tôi mực tật, tới cổ miên chụp chun nơi khung nóng quạt đào màu xuống nhầm thứ ấy nhầm thà nhầm đồng tượng mùi quạt quạt thà mặc nhầm đồng ao là ngất chân nhầm đồng ao có đồng ao nhầm mùi ở ấy nhân tới nhầm có lăng từ lư vĩnh đặt nhầm lăng từ lư vĩnh quạt chèm bộ thật đây tư câu mai ở lồng ngôi mật anh chơi từ hốt nhầm phát đây sao mật anh ấy chơi từ luông luôn nhầm đặt nhầm ở lồng ngôi bị bay dục đái đặt tiền nó cũng nhầm đầy lụa tới đằng luôn lắm có khơi quạt ao nhầm hết nhầm nâng tới nhầm hư bầm ra đặt rơm rác quạt liệp chạy đòn tha tập chặt bờ rác về khơi sợi dây của quạt chập nhầm hay ai hay khâu khay nhầm ai thu nọc nhầm nâng đầy lụa tới có quạt chập đào mà rụm lụa nhầm nhầm có dùng nhầm xe chứ quạt tha công xe mà kê dừng vào đây bập bùn tê nâng lực tìm mùi đồng bồn. Bạn ở cuốn chứng chập miền này thà chập bị pil nu máu xây bàn rôm ruột nơi chỉ mùi quạt rồi hốt máu rồi mùi giang ngà dạ nhóm một đôi nơi ta mặt đang kê rụm lốp luôn ba nâng tới có nhóm một nơi hạ chị bình có cô nơi nông từ bay kia bình đào đài rồi hay bắt toa pì nâng máu thà tá ở nãy xây miên à ca rạ à vậy thế nơi nông cùn nắng để ai sầm co khơi thành miền bắc hà sọc cọp hiệp nơi nông cùn thế mà cào máu nhom nâng nâng sạ chìm nâng đào cào máu kêu rụm sai quạt sông nhom
ឲ្យទៅនៅជាមួយគាត់ទៅព្រោះបើឯងខ្ញុំបានលងខ្លួនជាមួយគាត់គាត់សុំទទួលស្គាល់ថាគាត់នឹងគ្រប់គ្រងខ្ញុំអីចឹងទៅលួងលោមខ្ញុំខ្ញុំក៏តាមគាត់ចេញពីសហជីពទៅនៅសហគមន៍នៅភូមិតពើយឃុំតាំងក្រាងស្រុកវធីយចាខ្ញុំទៅនៅក្នុងពេលខ្ញុំទៅនៅក្នុងបានហើយជាមួយខែក៏ខ្ញុំចាប់ឈឺឈឺកាលហ្នឹងហូបមិនគ្រប់គ្រាន់ផងបែបជាខ្ញុំចាញ់ផង ចាខ្ញុំចាញ់កូនក្នុងផ្ទៃផងប៉ុន្តែសម័យនោះអត់ដឹងដល់ពេលទៅគេបញ្ជូនខ្ញុំមកដេកពេទ្យចាពេទ្យពីដំបងដេកពេទ្យឃុំគេហ្នឹងនៅភ្នំជលានេះចានៅទីតាំងស្ងាយមកតាមខ្ញុំនៅភ្នំជលាខាងនេះនៅខាងនេះទីពេទ្យហ្នឹងដល់ខ្ញុំជំងឺខ្ញុំមិនធូរស្បើយក៏សូមបញ្ជូនមក បាទធ្វើទៅឈឺធ្ងន់ឡើងឆ្នាំក៏មិនមានព្យាបាលហើយមានតែអ្នកស្លាប់ហើយហូបមិនគ្រប់គ្រាន់គ្មានទឹកគ្មានអីឆ្នាំគ្មានក៏សុំមកតំបន់អញ្ចឹងជំងឺខ្ញុំហ្នឹងឈឺពីខ្នល់កែងនឹងមកបានមករហូតដល់តំបន់ខ្សែ1ហ្នឹងនៅស្រុកភ័យឆោខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងមកទីពេទ្យតំបន់ហ្នឹង ហើយថាតើនៅពេលណាបានអ្នកស្រីដឹងថាមានកលចាដល់មកពេទ្យតំបន់ហ្នឹងក៏គេព្យាបាលជំងឺផងគេពិនិត្យពីសុខភាពពីអីទៅគេថាខ្ញុំហ្នឹងមានកូនអញ្ចឹងទៅនៅពេទ្យតំបន់ដឹងថានៅពេទ្យតំបន់ហ្នឹង នៅពេលអ្នកស្រីដឹងថាមានកូនហើយនឹងតើគេឲ្យថែរក្សាសុខភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរឬមួយនៅធ្វើការជាធម្មតាទេចាខ្ញុំចាញ់ពីទី8ទៅដឹងថាមានគួរនៅក្នុងខ្ញុំទៅដំបងខ្ញុំទៅសម្រាប់បានប្រហែលជាកន្លះខែ ម៉ែខ្ញុំក៏ថាអត់ឲ្យទៅក្នុងកែងវិញទេព្រោះបាត់អីគេត្រូវជំនឿគាត់ទៅនៅសហគមន៍ថ្មីអញ្ចឹងគាត់សុកចិត្តឲ្យនៅជុំគ្នាទៅទៅណាទៅទាំងអស់គ្នាដល់អញ្ចឹងទៅគាត់នៅដល់នៅទៅទៅសុំប្រធានកងនៅប្រធានកងគេថាឲ្យមានលិខិតបញ្ជាក់ពីភូមិឃុំដែលយើងទៅស្នាក់ដំបងនឹងមកវិញមកមកគេឲ្យទៅគាត់នឹងសុំគេខ្ចីកងគេនឹងជិះមកនៅ ស្រុកបធាយនឹងនៅឃុំតាំងក្រាំងនឹងប្រដំគេហៅឃុំតាំងក្រាំងនៅក្នុងកែងហ្នឹងក៏បានលិខិតបញ្ជាក់នឹងបានមកបានគាត់យកទៅឲ្យនៃមេកងនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងបានគាត់ទទួលឲ្យនៅទន្ទឹមនឹងអ្នកស្រីមានទីពូហ្នឹងហើយតើប្តីអ្នកស្រី គេបានបញ្ជូនទៅខាងណាឬមួយនៅជាមួយចាសម័យនោះអត់មានបាននៅជាមួយគ្នាទេដល់មកនៅសហគមន៍ហ្នឹងគេឲ្យប្តីខ្ញុំនៅចាំទីនៅកន្លែងក្នុងគេហៅសង្កាត់ដែរពីដំបូងហ្នឹងគេឲ្យនៅចាំទីហ្នឹងខ្ញុំ គេឲ្យនៅសហគមន៍ហ្នឹងគេឲ្យទៅធ្វើបាយកាលហ្នឹងគ្មានអង្គរច្រើនទេមានតែពោតឈូកពោតឈូកចេកលីបាយលីអីហ្នឹងទុកឲ្យនៃប្រជាពលរដ្ឋហូបអញ្ចឹងការងារដែលខ្ញុំនៅសហគមន៍ហ្នឹងក៏អត់នៅជុំគ្នាដែរនៅដោយឡែកពីគ្នា បានហើយបានបាទអរគុណឥឡូវដល់ពេលសម្រាប់ហើយឲ្យប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង3សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលរាជការរួមរស់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីដល់ដើមម្ដងរដ្ឋបពនីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់នៅអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្ដីកម្មក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅពេលម៉ោង3សម្រាប់ចុះ